Rồi, khái niệm mảng chúng ta nói lúc nãy, bây giờ chúng ta sẽ khai báo biến một cái biến A. Nếu như mình khai báo bình thường là một biến. Bây giờ mình cần đến 10 biến A. Thì các bạn khai báo A0, A1, A2. Mới có đến A2 thôi mà mình thấy mỏi tay. Cho nên mình khai báo 10 biến thì cũng được. 100 biến thì cũng có thể. 1000 biến thì có vẻ thôi bỏ đi. Cho nên mình sẽ đổi lại cách khai báo. Mở ngoặc vuông 10. Có 10 biến in rồi đó. 10 biến. Và biến của nó có chung tên là A. Và nó có chỉ 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Có chung là biến A. Và lúc này nó có chỉ mục là 0, 1, 2 cho đến 9. Chúng ta gọi là chỉ mục. Và nếu như các bạn khai báo như vậy, không sao. Bạn có thể nhập, có thể xuất A0, A1, A2, A3 giống như một biến khai báo thông thường các bạn tôi từng xài. Không có gì khác hết. Nhưng mà lúc này tên gọi thay vì A thì là A mở đóng ngoặc với cái chỉ mục nào các bạn muốn. Nó khác nhau tí xíu thôi. Ví dụ như chỗ này chúng ta sẽ print nhập A0, nhập A0 chấm phẩy scan. Rồi chỗ này phần trăm d phẩy đưa cái gì vô đây? A0, mình muốn nhập vô A0. Có và không? Có và không? Rồi, bây giờ mình sẽ in ra. In ra. Số vừa nhập. Số vừa nhập. Phần trăm D phẩy A 0 chấm phẩy biên dịch. Nó đang báo lỗi gì? Không có địa chỉ. Đúng không? Không có địa chỉ. A nhỏ, sorry. A nhỏ. Rồi, bây giờ chạy nha. A0, mình nhập số 8 đi. Enter. Không ra. Tại sao? À, chưa có địa chỉ. Chỗ này và A0 này số 8 được chưa? Như vậy thì cái A0 này của mình nó có phải tương tự như một biến mình khai báo là B không? Y chang. Được chưa? Như vậy đó là về từng giá trị của mảng. Vậy thay vì mình nhập, mình có thể khởi tạo bằng cách mình đưa vô đây một cặp nháy. Ví dụ như 10 số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 số. Như vậy A0 bằng mấy? À, A0 bằng 6. A2 bằng 2. Ok. Thay vì chúng ta sẽ nhập ở đây thì chúng ta sẽ có một cái biến in y để chúng ta xuất cái mẻ này ra. For y bằng mình xuất mẻ. Mẻ nó có chỉ mục bắt đầu từ không cho nên y mình cho bằng không. Chấm phẩy y nhỏ hơn. Sai cũng được. Bây giờ tạm thời mình nhỏ hơn 10. Chấm phẩy y cộng cộng. Tạm thời như thế. Và mình print phần trăm d cách ra cái phẩy a thứ y là mình đã xuất được cái mảng này ra rồi. Mình xuất được cái mảng. Mình cho một cái mảng. Mình xuất mảng ra.
đây mảng của mình đây, được không? Đó, mình xuất mảng ra, mình thao tác trên mảng. Cái này chúng ta gọi là duyệt mảng. Mình đang duyệt mảng, mình đi từ phần tử đầu tiên cho đến phần tử cuối cùng, gọi là duyệt mảng. Mảng một chiều và mảng hai chiều. Ví dụ một dãy bàn như thế này, bàn 1, bàn 2, bàn 3, bàn 4. Nhưng mà trong phòng này mình nói là bàn 1, ủa bên này cũng 1, bên này cũng 1, biết bên nào? À, như vậy mình có thể gọi là bên này là dãy A, bên này dãy B. Thì chỗ này là A1, A2, A3. Bên này là B1, B2, B3. Hoặc là dãy bên này là 1, dãy bên này là 2. Thì bàn này là bàn 1-1, bàn 1-2, bàn 1-3. Bên này là bàn 2-1, bàn 2-2, bàn 2-3. Như vậy chúng ta gọi là mảng 2 chiều, 1 chiều và 2 chiều. Kiểu dữ liệu, tên mảng, số phần tử, mình mới khai báo xong. Khởi tạo, mới vừa ví dụ xong. Khởi tạo cho phần tử của mảng nè. Giả sử ở đây có 4 phần tử mà mình chỉ có khởi tạo 2 giá trị, thì nó sẽ đưa 2 phần tử đó vào, 2 giá trị đó vào phần tử đầu, còn phần tử sau nó là 0, khởi tạo 0. Và mình sẽ chỉ định từng phần tử. Chỉ định là ở đây mình chỉ định nè, mình muốn truy xuất đến phần tử nào thì mình mới A thứ thứ y, rồi mình nhập đây A thứ y, được không? Chỗ này là mình duyệt để xuất mảng. Bây giờ thay vì mình nhập 1A0, bây giờ nhập nguyên mảng được không? Chỗ này thầy ghi chấm phẩy xiệt xiệt, chưa có khởi tạo. Bây giờ thầy muốn nhập nguyên mảng. Đúng. À, ok. Như vậy chỗ này chúng ta cũng for từ 1 đến 10. Và chúng ta sẽ làm gì nào? À, chúng ta sẽ thông báo là nhập A. A. À, A phần trăm D. Để làm gì? Phẩy y, để tí nữa nó in ra cho mình dễ thấy. Và chúng ta sẽ scan vô đây, scan A thứ y, không phải là A0 nữa. Nãy mình chỉ nhập A0 thôi, bây giờ mình nhập A thứ y. Nhập A thứ y và mình xuất xuất thứ y. Đây A0 6. Tự động nó tăng lên AI mà. Y tăng lên 1. 4, 9, 0, 1, 4, 6, 9, 2. Hết chưa? Hết ha. Enter. Xuất lại dãy mà chúng ta đang có. Như vậy chúng ta đã có khởi tạo mảng, khai báo mảng nè, khởi tạo mảng nè, nhập mảng nè, xuất mảng nè, được chưa? Rồi, như vậy đó là những thao tác cơ bản của một mảng: khai báo mảng, khởi tạo mảng, nhập mảng, xuất mảng. Và cái đề của mình yêu cầu là gì? Tìm min lẻ. Tìm min lẻ. Vậy để tìm được min thì thay vì nhập nó mất công quá, thầy mở cái này ra đi, bỏ cái nhập đi, tại vì mình biết cách thôi. Bây giờ mình tìm min lẻ thôi, nhiệm vụ của mình là đi tìm min lẻ. Còn mấy cái nhập xuất là mình biết rồi, mình bỏ qua. Như vậy mình đã có một cái mảng rồi. Bây giờ nhiệm vụ của mình đi tìm thử là min lẻ đang nằm đâu. Thì trước tiên các bạn tìm giúp cho thầy min đang nằm đâu. Tìm min.
tìm min trước. Rồi sau đó các bạn sẽ tìm max. Rồi mình mới nói chuyện tiếp. Được không? Rồi các bạn thao tác lại giúp thầy, khởi tạo một mảng và các bạn tìm min, tìm max. Đó là bài tập đầu tiên của chúng ta.